Vâng. Nghiệp chướng lắng loạn dòng bò ngâm cứng thường gánh nặng trái dình cho mộng nam kha chôn thể trần thế trần tạm già gác đời ta nước gọi sông đọc rồi hỏi em hay không? Dạ. Là muốn đọc bài nào nữa? Nam mô A Di Đà Phật. Còn bác đại đã lùng thay cháu con bao hiếu theo nhà Phật cha mẹ qua đời thủ lễ trai trong sạch nghĩa nhân dày mới đang hồn linh nhẹ cao
phải đọc bài này. Bây giờ mình đọc bài 4.